Đứng trên một sân khấu thì bởi sao chúng ta phải làm những điều đặc biệt đúng không chị? Đúng rồi ạ.
Và biết nói gì hơn thì khi mà Minh Hằng diễn ra ca khúc này cùng với Hoàng Thị Linh là Minh Hằng rất là mong là nếu như mà ca khúc này mà được tất cả quý vị khán giả yêu mến thì Minh Hằng và Hoàng Thị Linh sẽ bắt tay à? Làm một MV được không ạ? Một MV cho bây giờ em đã thất được không ạ? Trời ơi, thực ra rằng là có một chàng pháo tay là mình đã quay chung rồi, đây hàng ngàn chàng pháo tay thì có gì đâu mà không quay. Chị nhờ. Hãy chơi tới đúng không ạ? Ok, là bây giờ thì chắc chắn là nhường sân khấu lại cho chị của em ạ, à, chị Minh Hằng. Thank you, Internet Connection, xin cảm ơn. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. À.